Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Tìm hiểu lợi hại của cái bộ HPA cho cái phục mà ít ai nhận ra. Khi lắp phục lên xe, chắc chắn có rất nhiều bạn là khó khăn trong việc là tăng chỉnh cái phần lò xo, nhất là với cái dòng phục đôi. Khi bạn luôn quan sát xem hai bên đã tăng đều nhau hay không, hoặc buộc các bạn phải ghi nhớ cái số vòng thật sự rất là bất tiện. Vì thế cái sự ra đời của cái bộ HPA dưới đây là một thay đổi rất lớn làm cho việc đó. Đối với những cái dòng phục đồ chơi hiện nay phải dùng một cái cảo để tăng cái phần lò xo, hoặc đưa cái cây đũa nhỏ để xoay cái vòng CNC như ở đây, thì dù cách nào chăng nữa cũng phải dùng sức và có cái khả năng làm chạy xấu đi bất cái gì cây phục xe của bạn. Hoặc nếu có cái sự tăng chỉnh rồi, đối với những một cái dòng phục khi lắp lên xe rồi không tự tăng chỉnh lò xo được, thì điển hình là các dòng xe ở dùng phục nguyên sắp ở giữa như Raider, Exeter hay là Queen Eastburn. Vì vậy nhiều cái đơn vị ứng sức ra cái bộ là HPA để làm cho cái việc tăng giảm lò xo phục, cho nên là đơn giản, chỉ cần là xây cái núm thôi, nhanh chóng có thể ngay lập tức thay đổi được cái độ nặng nhẹ của phục phù hợp với cân nặng mà chiếc xe đang chịu tải. Còn đối với cái dòng xe ứng dụng phục đôi, ví dụ như Rim, quay vần, thì việc tăng giảm hai lò xo phải bắt đầu cũng rất là khó khăn và rất là bất tiện. Nhiều khi tăng xong phải lấy cái thước đo xem có bằng nhau chưa, hoặc đếm cái số vòng dư ra ở trên. Khó khăn nhất mà phần trăm chính xác cũng là tương đối. Khi có thêm cái bộ HPA thì công việc này chỉ nên là dễ như ăn kẹo, chỉ nhờ vào cái số vòng đã xây ở cây, còn lại thì y chang xong. Cái bộ HPA này hiện tại trên thị trường chỉ mới dành cho cái phục đôi hoặc phục đơn cắn cầm tay ga thôi, chưa có phiên bản dành cho một phục giữa. Hiện tại duy nhất trên thị trường mình thấy cái HPA dành cho phục giữa chỉ được trang bị trên cái dòng hình trên Việt Nam, dành cho cái Exeter 10 và siêu phẩm phục chỉnh điện của Retro. Giá của bộ là HPA dành cho cái phục tay ga là phục đôi cho cái dòng xe số, cái động từ 1,2 triệu đến 2,5 triệu một bộ cho lên một cái bên phục. X1R phá cách trên hơi thở của Yamaha L6. Cái chiếc Yamaha X1R sử dụng chung cái động cơ khung gầm vốn với chiếc Yamaha Exeter 105 4 số. Khác biệt hoàn toàn so với Exeter chính là cái kiểu dáng nổi bật và cái cụm đèn pha trước mặt nạ như cái kiểu Novo 2, di động trần thể thao. Cái dòng xe này không được nhập Việt Nam nên các tay chơi xe đam mê phải order cái dàn áo và chế thêm lên cái mẫu Exeter 105 để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Trên thực tế, chiếc xe thuộc dòng là Exeter 105 5 số, nhưng được chủ xe đổi dàn áo X1R để chế lên cái sườn của những dòng là Exeter 105, thì chủ nhân của nó phải chấp nhận cắt bỏ các phát sắt zin, sau đó chấm hàng lại những cái phát theo đúng cái dàn ốc của áo X1R. Phần ghi đông chỉ cần là hạ xuống và câu điện đèn xuống là ổn ngay. Trang bị cặp đèn trợ sáng, đây là một cái trợ thủ rất là cần thiết cho những chủ xe muốn chinh phục những cái cung đường đêm thiếu ánh sáng. Bên cạnh đó, cụm công tắc Henriette được tích hợp rất nhiều cái nút tha hồ chủ xe chế cháo và những chức năng phụ thêm cho xe, và không cần đau đầu vì ở vị trí cho công tắc. Trang bị đồng hồ COSO ASN nằm lộ thiên ở ngoài. Phong cách này được áp dụng trên những mẫu xe Rush chạy trường. Họ phải núp gió nên vị trí của họ đồng hồ kiểm soát tua máy để dễ sang số. Dàn chân trước được trang bị dầu Morin, một thương hiệu đến từ Thái, rất được em chơi xe Việt Nam ưa dụng. Trang bị heo dầu Rainbow lớn 2 bit đã xứng bắt vào giỏ phục thông qua một phát heo được làm bằng chất liệu CNC, tạo hình vô cùng sắc nét. Chỉ dùng cái đĩa chai Yes ở trước, bên cạnh đó còn có một cái mắt đọc km/h của COSO nó trên. Trang bị heo dầu Rainbow logo nhỏ ở phía sau được làm phát xoay ngược xuống dưới từ những dòng phân lớn thật thụ. Cái kiểu phát này là vô cùng mắc khi ta làm tầm khoảng là 1 triệu đến 1,5 triệu. Chú heo dầu cũng được cố định vào phát bằng hai chốc rô ti. Như tiêu đề mà nó đến thì chiếc xe dùng là cái bộ của L6, đem cho em nó tướng hình là to lớn hầm hổ hơn. Tuy nhiên các xe cũng phải làm lái lại chút xíu mới để dùng cái dòng bộ này. Tuy nhiên do không tìm được cái mâm zin của X1R nên chủ xe dùng là mâm chai Yes, thay thế cho kiểu dáng là mâm của hai cái dòng gần như là giống nhau, chỉ khác đặc điểm của nó là nhỏ và kích thước là bản mâm chai Yes nhỏ hơn so với X1R. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này, tiếp nhớ like, subscribe.